đến với điện máy EV. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube Máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Video hôm nay em sẽ lên cho anh em mình mẫu máy cắt mới của nhà Detton có mã là M21CN210LUT. Thì dòng này trước đây nó là cái thế hệ điện nha anh em và khá là nổi tiếng, được rất nhiều anh em săn đón và đầu tư nha. Hiện tại nó về cho anh em mình mẫu máy cắt sử dụng pin cho anh em mình có thể là sử dụng tiện hơn, di chuyển sẽ thoải mái hơn nha anh em. Ở đây chúng ta sẽ có form máy thì y chang như máy trước luôn anh em ơi. Motor của nó sẽ được thay đổi là motor rootless không chổi than, chân pin là chân pin phổ thông, rất là thông dụng để cho anh em mình đầu tư. Thì dòng máy này cũng được tích hợp cái lưỡi hợp kim 210, anh em có thể cắt sắt, nhôm, gỗ, nhựa, và với cái đường kính lưỡi 210 cho anh em khả năng cắt sắt hợp góc 45 độ là 48, còn nếu anh em cắt thẳng 90 độ anh em có thể cắt sắt hợp là 50 được luôn nha anh em. Thì để cho anh em nào mà đang có nhu cầu đầu tư hoặc là những anh em mới tìm hiểu có nhiều thông tin hơn thì em sẽ sơ lược lại cái sản phẩm có mã là M21CN210LUT này nha. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu cái lưỡi nha anh em. Đây là lưỡi hợp kim nha anh em, có đường kính lưỡi là 210, 8 inch. Với loại lưỡi này á, anh em có thể kết hợp với dòng máy có vòng tua là 5.000 vòng trên 1 phút cho anh em mình khả năng cắt sắt, nhôm, gỗ, nhựa khá là khỏe, đường cắt đẹp cho anh em mình luôn nha. Thì anh em có thể thấy là máy được tích hợp cho khả năng cắt góc 45 độ nè, trái hoặc là phải, rất là dễ dàng điều chỉnh thao tác. Và thêm một cái điểm cải tiến nữa thì hiện tại cái dòng pin này á, phần đế có thêm một cái thước cho anh em mình để anh em mình cắt nó đạt độ chính xác và hiệu quả cao hơn nha. Dòng máy này vẫn được tích hợp cái tia laser giúp anh em cắt với độ chính xác cao hơn nha anh em. Tia laser này thì anh em có thể điều chỉnh on off ở trên đây nha anh em. Anh em có thể điều chỉnh on off rất là dễ dàng. Ở phần dưới sẽ có thêm một cái đèn trợ sáng cho anh em mình nữa để giúp anh em mình thao tác làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Về phần tay cầm thì hãng sẽ tích hợp cho anh em mình là hai cái khóa hai bên nè anh em, gọi là cái khóa bảo vệ giúp anh em thao tác dễ dàng. Với trường hợp anh em thuận tay trái phải đều có thể sử dụng được, rất là dễ dàng. Ba cấp độ vòng tua anh em có thể điều chỉnh. Ở cấp 1 thì sẽ cho ra vòng tua là 2.200 vòng trên 1 phút, phù hợp cho anh em mình cắt sắt. Ở cấp 2 thì sẽ cho vòng tua là 3.200 vòng trên 1 phút, phù hợp để anh em mình cắt ống đồng. Ở cấp thứ 3 sẽ cho ra vòng tua là 4.200 vòng trên 1 phút, phù hợp cho anh em mình cắt nhôm, gỗ. Thì ở trên phần điều khiển này anh em cũng có thể thấy nút báo pin cũng như là nút quá nhiệt. Ví dụ như anh em sử dụng máy thời gian quá lâu, nóng máy thì nó sẽ báo nhiệt bảo vệ máy nha anh em. Phần motor thì được thiết kế khá là to, được quấn từ 100% dây đồng, motor không chổi than, tạo hiệu suất làm việc cao cho anh em mình. Về phần chân pin thì nó là chân pin phổ thông, có thể kết hợp với pin Makita hoặc là những cái sản phẩm pin đóng hệ chân pin phổ thông như thế này nha anh em. Rất là dễ dàng cho anh em mình sử dụng, sau này có thể kết hợp với nhiều máy khác nhau. Ngoài khả năng cắt góc xéo 45 độ thì máy còn được tích hợp khả năng cắt góc nghiêng 45 độ, giúp anh em có thể dễ dàng cũng như là cho công việc của mình trở nên đa dạng hơn. Về phụ kiện kèm theo thì đi theo máy sẽ gồm những phụ kiện như sau: một cái kẹp phôi, một cái túi để đựng ba vớ, một cái khóa tháo lắp lưỡi và một cái cây ke gốc. Cuối cùng là một cái kính bảo vệ mắt khi anh em mình cắt sẽ đảm bảo an toàn hơn khi sử dụng nha anh em. Rồi sau khi cùng em review cũng như tìm hiểu những cái thông tin, những cái thông số trên máy rồi đó, thì bây giờ mình đến phần test máy nha anh em. Em sẽ dùng sắt hộp 48 cho anh em mình xem được cái khả năng cắt góc 45 độ của máy và ghép lại với nhau xem cái đường cắt nó đẹp, chuẩn hay không và chính xác hay không nha anh em. Và sau đó chúng ta đến với cái phần test là test với sắt dày nha anh em. Thì với sắt dày á thì anh em khi mà thao tác cắt á, anh em cắt chậm rãi thôi, cho cái tia lửa bắn ra càng ít thì càng tốt, cái lưỡi mình nó sẽ bền bỉ hơn nha anh em. Rồi thì bây giờ thì em xin phép cùng anh em mình trải nghiệm khả năng cắt sắt của dòng máy M21CN210LUT này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng sắt hộp 48 nha anh em, test máy nha. Và em sẽ điều chỉnh lại cho cái góc 45 độ cho nó chuẩn nha anh em. Khóa đế lại nè. Và nó sẽ có cái kẹp phôi nữa nha anh em, nhưng mà nếu mà kẹp vào á thì anh em sẽ khó thấy cái đường cắt nên em sẽ không kẹp phôi nha anh em, và cắt cho anh em xem nha. Mà anh em cùng theo dõi khả năng cắt của máy này nha anh em.
máy cắt rất là dứt phát luôn anh em ơi. Anh em có thể thấy là đường cắt rất là chuẩn và nét nè, đẹp nha anh em. Với con máy này thì anh em đầu tư về cắt là không cần phải mài lại luôn nha. Thêm một cái điểm lưu ý ở cái phần máy nữa, thì đây khi anh em mà khởi động máy nè, anh em nhả cò thì cái lưỡi nó sẽ ngắt ngừng ngay lập tức nha anh em. Nó đảm bảo an toàn trong cái trường hợp mà xảy ra ví dụ như là bị sốc đá, sốc lưỡi đâu đó thì nó sẽ ngắt, đảm bảo an toàn cho anh em mình. Đến cái bài test sắt dày, hiện tại em đang cầm trên tay một tấm sắt dày 3 ly nha anh em. Sau đó em sẽ cắt và cho anh em mình xem cái đường cắt của nó như thế nào nha. Đây là trường hợp bị sốc lưỡi nha anh em. Lưỡi nó sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn cho anh em mình. Ở đây anh em có thể thấy đường cắt rất là đẹp nè, sáng sạch ít ba dớ cho anh em mình luôn nha. Thì như em đã nói, khi mà anh em đầu tư cái dòng máy này rồi á thì anh em được giảm cái thời gian vào cái công đoạn mài nữa nha anh em. Đường cắt rất là đẹp luôn nha anh em ơi, quá chuẩn luôn ạ. Và sau khi anh em cùng em tìm hiểu và sau đó trải nghiệm máy thử cắt sắt hộp 48 nè, cũng như là cắt sắt dày luôn á, thì anh em cảm thấy dòng máy này như thế nào ạ? Có thể để lại cảm nghĩ ở dưới phần bình luận nha. Đối với những anh em đi công trình thường xuyên di chuyển thì anh em có thể đầu tư cho mình một dòng máy cắt sắt lưới hợp kim như thế này để đa dạng công việc cho anh em mình, tiện lợi hơn. Anh em có thể đầu tư rất là phù hợp nha anh em. Với Detone chúng ta sẽ có chính sách bảo hành sẽ là 6 tháng nha anh em ơi. Thì theo dõi đến đây anh em cảm thấy con máy này phù hợp với nhu cầu công việc của mình đó, thì anh em có thể gọi đến số line 0906779465 để có thể đặt hàng nha anh em. Với những anh em ở gần địa chỉ bên em đó, thì có thể đến ngay 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Anh em nào muốn theo dõi cũng như là tìm hiểu thêm những cái sản phẩm mà do Máy móc Việt Nam Bình Tân cung cấp ra thì có thể truy cập vào website máymocvietnam.com. Anh em cảm thấy video hay thì giúp em một lượt like, một lượt chia sẻ video, tạo động lực cho em ra nhiều video hay hơn để phục vụ gửi đến cho anh em mình nha. Nhớ anh em nào mà chưa đăng ký kênh á, thì em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là rung chuông để cập nhật những mã máy mới hoặc là những cái chương trình ưu đãi tại Máy móc Việt Nam Bình Tân nhanh hơn nha. Và bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ạ.